Vào trưa hôm nay, một phát ngôn viên của người phụ trách chính sách ngoại giao của Liên minh châu Âu, bà Catherine Ashton, người đại diện các cường quốc tại cuộc đàm phán, cho biết cuộc họp giữa các đoàn đại biểu đã tiến hành nhưng còn quá sớm để dự đoán kết quả cuối cùng. Phát ngôn viên Michael Mann cũng đã nói với các phóng viên rằng mục tiêu của vòng đàm phán hiện nay là để tạo ra một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Trong khi đó, phái đoàn Iran được dẫn đầu bởi Ngoại trưởng Mohammed Zarif và Thứ trưởng Ngoại giao ông Abbas Araghchi. Ông Araghchi đã nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán đã có một khởi đầu tốt nhưng không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào. Mặc dù đã công khai bày tỏ sự hoài nghi của ông về cơ hội cho một hiệp định lâu dài với Tây Phương, nhưng lãnh tụ tối cao của Iran, giáo sĩ Ayatollah Ali Khamenei đã nói rằng Tehran cam kết tiếp tục các cuộc đàm phán giữa Iran và lục cường.